Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một nội dung mới. Đó là chúng ta sẽ tiến hành kết tâm lại một số phần giao diện của App 3. Ở đây tôi cũng sử dụng tài liệu từ trang developer.android.com. Các bạn có thể truy cập vào chuyên mục training, và ở đây nó có khá nhiều các phần training, và chúng ta có thể đọc các bài viết này để chúng ta tìm hiểu thêm về kỹ thuật lập trình Android. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ thực hiện hình vẽ ở phía dưới. Và ở đây chúng ta sẽ tiến hành override lại các phần màu sắc của background, của navigation. Và làm sao để chúng ta override lại các phần màu sắc này? Thì ở phía trên nó cũng đã hướng dẫn cho chúng ta khá kỹ rồi. Chúng ta sẽ vào lại tập tính style và chúng ta tiến hành bổ sung thêm các thuộc tính này. Và ở đây chúng ta có một nội dung mà chúng ta cần lưu ý. Đó là việc sử dụng và thay đổi các màu sắc này nó chỉ có available trên Android 5.0. Có nghĩa rằng các thiết bị Android sử dụng API từ level 21 trở lên mà thôi. Các phiên bản API thấp hơn thì phần override này của chúng ta nó sẽ không có tác dụng. Như vậy bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn thấy. Ví dụ như chúng ta nhìn hình vẽ ở đây. Chúng ta muốn thay đổi phần màu sắc của giá trị app ở đây. Và nó có thuộc tính là text color primary. Như vậy tôi sẽ copy nội dung này. Quay lại phần định nghĩa của tập tên style. Đây là tập tên style. Và tôi tiến hành bổ sung thêm một thuộc tính. Ở đây Android. Và chúng ta sử dụng thuộc tính gì? Quay lại đây. Thì lúc này thay đổi màu sắc thì chúng ta sử dụng text color primary. Như vậy tôi cũng đưa vào đây text color và primary. Chính là giá trị này. Chúng ta chọn vào nó. Và phần màu sắc của nó có giá trị là gì? Tôi có thể đưa vào đây FFF để phần mã màu nó hiển thị ở đây. Và tôi sẽ chọn lại. Ví dụ tôi cho nó là màu đỏ chẳng hạn. Tôi nhấn True. Như vậy nó đã hiển thị là màu đỏ rồi. Bây giờ tôi thử thực thi lại để xem lúc này máy ảo của chúng ta khi được khởi động thì nó có phải là màu đỏ hay không. Và tôi tiếp tục quay lại máy ảo. Và hiện tại màu ở đây nó cũng thay đổi thành màu đỏ cho chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục quay lại trang web vừa rồi. Chúng ta sẽ thử thay đổi phần màu ở phía trên. Và nó chính là Color Primary Dark. Tôi sẽ thử xem chúng ta có thay đổi được nó hay không. Tôi copy giá trị này. Quay lại đây. Tôi sẽ đưa nó vào. Và bây giờ tôi cho nó là màu vàng chẳng hạn. Đầu tiên đưa vào một giá trị màu bất kỳ. Và chọn vào đây. Thay đổi thành màu vàng. True. Nó đã hiển thị thành màu vàng rồi. Và tôi sẽ điều chỉnh lại Color Primary Dark. Chúng ta lưu lại thì lập tức nội dung này nó lại hiển thị thông báo lỗi. Và nó yêu cầu chúng ta rằng đối với thuộc tính này nó phải đòi hỏi API từ phiên bản 21 trở lên. Còn phiên bản hiện tại của chúng ta là phiên bản 15. Như vậy làm sao chúng ta có thể thực hiện được điều này? Chúng ta hãy nhớ lại các kiến thức mà chúng ta đã học về resource. Nếu như chúng ta muốn tạo ra một resource dành cho một loại tài nguyên nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng đến từ hạn định. Và lúc này chính là lúc mà chúng ta sẽ sử dụng từ hạn định dành cho các phiên bản API level 21. Đầu tiên tôi sẽ chưa tạo, và với nội dung này tôi sẽ thử thực thi để xem khi chúng ta chưa tạo thì màu của nó có thay đổi thành màu vàng hay không. Mở máy ảo lên. Và các bạn thấy ở phía trên nó vẫn là màu đen, chưa thay đổi thành màu vàng. Bây giờ tôi mới tạo ra một tập tin style dành cho API 21. Như vậy chúng ta vào folder value, tiến hành tạo mới một tập tin. Và ở đây tôi cũng đặt tên cho nó là style, trùng với tập tin này. Và chúng ta di chuyển xuống ở phía dưới. Chúng ta tìm đến version, lít nút chọn, và version hiện tại là API 21. Tôi nhấn OK. Như vậy tập tin style dành cho version 21 đã được tạo ra. Sau đó chúng ta chỉ cần quay lại đây. Chúng ta copy nội dung này, đem qua tập tin style. Tôi đặt nó vào trong cặp thẻ resource.
không còn thông báo lỗi ở đây nữa và tôi sẽ thử thực thi lại. Tiếp tục chúng ta mở máy ảo của chúng ta lên. Thì rõ ràng các bạn thấy phần ở phía trên nó vẫn chưa thay đổi thành màu vàng. Như vậy tại sao nó chưa thay đổi thành màu vàng? Bởi vì thiết bị của chúng ta đang chạy là thiết bị Google Nexus 4 API chỉ có 16. Nó không thỏa mãn API 21. Như vậy tôi sẽ khởi động một máy ảo khác sử dụng API 21. Tôi quay lại phần quản lý các thiết bị. Tôi sẽ chọn thiết bị này cũng là Nexus 4, tuy nhiên API của nó là 21. Tôi khởi động nó. Và các bạn thấy thiết bị của chúng ta đã được khởi động thành công. Tôi quay lại và tôi thử thực thi lại. Lúc này tôi sẽ chọn với Nexus 4 API 21. Tôi nhấn OK. Tiếp tục chúng ta mở máy ảo lên. Và các bạn thấy với phiên bản Google Nexus 4 API 21 thì phần màu vàng ở đây nó đã thay đổi. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta đã sử dụng được phần tài nguyên này và chúng ta biết cách thay đổi các màu mà nó đã hướng dẫn ở đây. Tương tự như thế, chúng ta có thể thử thay đổi cho Navigation Bar Color và nó chính là thành phần các bút tông ở phía dưới. Tôi cũng thử thay đổi cho các bạn thấy. Đầu tiên tôi vào tập tin Style và tôi sẽ bổ sung thêm. Ở đây sẽ là Navigation Bar Color. Ví dụ tôi cho nó là màu xanh lá cây. Tôi tiếp tục thực thi lại. Và chúng ta tiếp tục mở máy ảo lên để chúng ta quan sát. Thì lúc này các bạn thấy phần Navigation ở phía dưới nó chưa thay đổi. Lý do là vì muốn nội dung này thay đổi thì phần Result này, hay nói chính xác hơn phần item này, chúng ta phải đặt trong Style dành cho version 21. Tôi sẽ chuyển khung nhìn cho các bạn dễ thấy. App src main result và đây value v-21. Chúng ta phải di chuyển vào trong tập tin style này và chúng ta sẽ bổ sung thêm navigation bar color. Sau đó tôi thực thi lại và lúc này chắc chắn rằng chúng ta sẽ thay đổi được màu của navigation bar. Tôi mở máy ảo lên thì các bạn thấy navigation bar ở phía dưới chúng ta cũng đã thay đổi màu thành công. Như vậy chúng ta đã dựa vào bài hướng dẫn này và chúng ta đã thay đổi được các màu sắc mà hình vẽ này nó chỉ định. Đây là một nguồn tài nguyên rất bổ ích và các bạn có thể dựa vào các nguồn tài nguyên này để chúng ta nghiên cứu thêm và có những kiến thức mở rộng hơn về lập trình Android.